Xin chào tất cả anh em, rất vui gặp lại anh em. Anh em đang xem video trên channel LVT Official, một kênh YouTube chuyên về võ lâm truyền kỳ 1, võ lâm truyền kỳ 1 mobile. Thì hôm nay mình thể theo yêu cầu của một số bạn, là về vấn đề ngũ độc bùa, cách đi chen, cách tự bút bùa như thế nào. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với anh em về cách cài đặt auto để có thể tự bút bùa, đối với ngũ độc bùa nha anh em. Hiện tại thì mình đang dùng một ạc ngũ độc bùa đây anh em ạ. Hiện tại mình đang cho anh em thấy đây một ngũ độc bùa. Ví dụ như mình bút cái bùa chú âm kháng băng đi đó. Thì cách đi chen như thế nào? Đầu tiên thì mình đang chơi server Võ Lâm Chính Tông. Mình sẽ nói về vấn đề VL auto. Nếu các bạn nào mà không có auto hồi ức mà chỉ chen bằng auto VL auto thì chúng ta thì có Q tay trái ở đây. Đó. Anh em set vào Q tay trái. Ví dụ Shiny phá giáp là đây, Shiny phá giáp là bùa phòng thủ lý, anh em vẫn tự đánh. Không có mana. Nó sẽ bút, liên tục luôn anh em ạ. Nó thấy con nào có nó bút, trừ khi con nó chết nó mới bút thôi. Nó chỉ bút được một loại, thôi nha anh em, một loại bùa thôi nha anh em. Và chúng ta có thể để bên trái là sao vô hình được. Đó, anh em thấy vẫn để bên trái được. Nó có cái dở là chỉ bút được một loại bùa thôi anh em ạ. Và có cái hay của nó là chúng ta có thể để sâu vô hình được. Đó, như vậy thì cách thứ nhất đối với VL auto thì mình chia sẻ với anh em là như vậy. Ở trong video này mình chỉ nói về cách kết bùa thôi nha anh em. Cách cài đặt để kết bùa đi khi đi chen thôi. Khi đi BK thì khác nha anh em. Đó là cái VL auto thứ nhất. Về cái auto thứ hai mình khuyên anh em dùng luôn, để đi chen luôn, đó là auto VL auto BK. Về auto BK thì auto BK thì có cái hay, rất là hay anh em ạ. Nhưng nó có cái dở là nói chung ví dụ khi bị chết nó không tự lên bãi được. Cái này chúng ta chỉ áp dụng là khi đi chen, anh em để theo sau luôn, để một ạc này theo sau luôn anh em ạ. Thì theo sau ạc chính luôn, ví dụ theo anh em theo sau ạc gì đó, anh em bảo qua tab chiến đấu nha anh em. Để tí chết anh em ạ. Anh em vừa tự cắt bùa, anh em cắt hết tất cả bùa, loại bùa ở đây đó, kháng băng, kháng độc, kháng hỏa, thời gian trúng độc, âm phòng thủ, anh em kết hết bùa, loại bùa ở đây, anh em có thể chọn ở đây. Tại em không tất cả không có nên anh em có thể chọn tất cả các loại bùa của anh em có ở đây. Em ấn tự cắt bùa, anh em đây test và đánh quái đó, nó test hết luôn em, nó sẽ test hết tất cả bùa luôn đó. Sẽ test hết tất cả bùa rồi nó khẽ nó không bút nữa. Ví dụ mình chạy một đời, ví dụ chạy hai vào hai con quái ở đây, auto BK rất là hay. Đó, ví dụ mình đi bốn con quái nha, nó sẽ bút hết tất cả bùa cho anh em coi nè. Đó, bút từng con hết luôn, khi tất cả hết con nó sẽ tự đánh. Đó, mình sẽ để kêu cho nó đánh luôn. À, tí chết, nó sẽ bút hết tất cả thì nó sẽ tự đánh cho anh em xem. Chỉ một con thôi nha anh em. Giờ nó đông quá nó đánh chết mình chết. Hai con auto BK có rất hay, ví dụ nó bút xong nó sẽ tự đánh. Mình đứng góc này đó, cho nó bút hết tất cả bốn loại bùa thì nó tự đánh anh em ạ. Để con bút quyền con quái kia đứng gần quá đây. Chỉ hiệu quả 200 thôi, tầm quét 200 thôi, xa quá. Nói như vậy thế anh em thấy không? Nó khi mà bút bùa xong nó sẽ tự đánh anh em ạ. À, nó anh em thấy hay không? Auto BK nó có cái hay đó như vậy anh em ạ. À, nó bút xong nó sẽ tự đánh. Đó, nó bút xong nó sẽ tự đánh. Mình kiếm con quái cùi bắp này cho đỡ tốn anh em ạ. À, ví dụ như con quái này đứng một mình riêng lẻ nha anh em. Nó sẽ bút bùa xong nó tự đánh cho anh em xem. À, bút hết tất cả loại bùa rồi. Nội lực không đủ. Mít rồi anh em ạ.
bị góc lắc anh em ạ. Nói chung là cái auto này rất là hay. Khi bút xong tất cả loại bùa nó sẽ tự đánh cho anh em nha. Còn anh em để xuống ngựa thì nó xuống ngựa, tắt xuống ngựa nó tắt xuống ngựa thôi, không có gì đấy. Đơn giản, đó, đứng trên ngựa này, đứng trên ngựa. Đó, anh em thấy không? Đi che mà cái auto BK này bút rất là ngon. Đó. Đó như vậy đây xong rồi đó anh em, bút xong rồi đó. Bắt đầu nó đánh đó, nó sẽ tự đánh đó anh em thấy không? Ví dụ anh em để chiêu đao thì đánh chiêu đao. Đó anh em ạ. À. Để mua ít mana anh em ạ, à. Không tí nữa hết mana. Đó như vậy thì mình đã hướng dẫn anh em cách dùng auto BK. Mình khuyên anh em là dùng cái auto này là hay nhất, tại vì nó bút tất cả loại bùa và nó sẽ không bút lặp đi lặp lại nữa. Nó bút xong nó thấy ạc con quái nó có rồi nó sẽ không bút nữa nha anh em. Rất là hay, auto BK rất là hay. Nó tương tự như auto kit anh em ạ. À. Auto kit nó cũng thể chức năng như thế này. Nói chung là tất cả dạng auto BK nó sẽ áp dụng được cái này anh em ạ. À. Như vậy chúng ta đã hướng dẫn xong cái auto nhưng auto và auto BK nhé anh em. Để mình chuyển qua cái auto khác nha anh em. Mình sẽ hướng dẫn anh em chuyển qua cái auto hồi ức. Tôi anh em đợi tí mình sẽ chuyển máy mình chuyển máy cho anh em, mình qua auto hồi ức nha anh em. Tắt cái auto này đi cho anh em xem. Quên mật khẩu anh em ạ. Để mình tí mình có cái ạc mà mật đó mật khẩu gì. Lâu quá quên anh em ạ. Rồi quên, sẽ vào Thái Sơn nhé. Đây ta sẽ tới auto hồi ức nha anh em. Cái auto hồi ức auto hồi ức thì nó cũng như cái auto và là bí sử thôi anh em ạ. Thì nó sẽ có một cái là đánh chiêu bên phải, thì anh em lưu ý là chúng ta sẽ để kêu ở bên phải, chỉ bút được một loại bùa hoặc hai loại bùa anh em ạ. Ví dụ như anh em muốn bút hai loại bùa thì nó sẽ luân chuyển thời gian ở đây thì nó sẽ gây nói chung auto này thì nó không bị đít đặt nữa anh em. Ví dụ anh em để 400, 500 gì đó nó không sẽ bị đít đặt. Nói chung là cái này chỉ được bút hai loại bùa thôi anh em ạ. Đánh kêu bên phải. Auto này nó sẽ không bị đít về cái vấn đề luân chuyển kêu bên phải, nhưng thật ra nó chỉ bút được hai loại bùa và nó đánh liên tục con quái đó, nó không có đi con quái khác, mà hên xui nó sẽ ví dụ như mình canh lúc nó thời gian nó bút thì mình phải để thời gian nó cao lên, ví dụ như 700-800 anh em ạ. Đó anh em, cái này thời gian mình chưa test, mình chỉ đó, anh em canh thử cho nó rồi, bút vậy bút được hai loại kêu lên nè. Đó. Đó, vậy là được rồi đây anh em, 700-800 nha anh em. 700-800 thời gian mili giây, nó sẽ bút lên. Nó bút từng con quái anh em ạ, à. Nó không có bút xong nó ngừng, nó bút liên tục luôn. Nói chung là bút liên tục, lúc nào nó lắc thì thôi. Lắc thì nó sẽ phải chuyển con khác. Thấy không? Cái này chỉ bút được hai loại kêu thôi nha anh em. Như vậy thì mình cái auto này thì không để sâu vô hình được.
Ô tô BK thì anh em có thể được để solo hình được. Ô tô này chỉ để được 2 kill bên tay phải thôi. Và anh em chết vào chữ đánh kill bên phải nha anh em. Và như vậy thì ba loại ô tô. Kể cả vờ là ô tô bí sử thì nó cũng giống như hồi ức này thôi, giao diện y chang không khác một cái gì hết. Thì cũng cách làm tương tự nha anh em. Mình khuyên em nên dùng ô tô BK. Nếu các server khác có ô tô kim ô tô BK các kit thì cũng dùng được. Nói chung cái tất cả loại ô tô BK thì các bùa rất là nhanh và nó sẽ cắt xong nó sẽ thôi. Còn riêng ô tô chen thì nó sẽ bút bùa liên tục nha anh em. Hồi ức thì bút được hai loại, vờ là ô tô thì bút được loại. Đó, như vậy thì mình cũng đã giải đáp cho anh em tất cả thắc mắc về vấn đề ô tô bút bùa cho ngũ độc nha anh em. Hoặc là cái phái bút bùa ngũ độc hay côn lôn gì đó anh em ạ, thì nó sẽ có mấy những cách như vậy. Đối với nếu mà anh em ạc võ đăng, mình xin nói thêm về ạc võ đăng kiếm, võ đăng khí, nó có chiêu bên tay trái, chiêu bên tay phải là chiêu 67 kiếm gì đó, chiêu kiếm chiêu 6x á, thì anh em có thể dùng cái chiêu đánh bên phải này, anh em xét vào cái chiêu võ đăng đó anh em đánh. Hoặc là vào là ô tô thì có chỗ lúc nãy mình xét kêu tay trái đó anh em ạ. Đó là cách về võ đăng mình nói, xin nói thêm. Anh em nào có thắc mắc thì anh em có thể BM trực tiếp mình hướng dẫn cái vấn đề võ đăng nha anh em. Ô tô này dở là không để sâu vô hình được anh em ạ. Đó, như vậy thì mình đã hướng dẫn chia sẻ với anh em những cách về ô tô bút bùa của ngũ độc cũng như các phái bùa nha anh em. Rồi, nếu anh em mình xin kết thúc video tại đây nha anh em. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên tặng cho mình một like, một share nha anh em. Và nhớ đăng ký theo dõi kênh, bấm chuông theo kênh để theo dõi những video mới của mình nha. Rồi, xin chúc toàn thể anh em chơi game Võ Lâm vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em tất cả ở video tiếp theo nha. Bye bye anh em. Hẹn anh em ở những video về Võ Lâm Truyền Kỳ bản hồi ức của Vinagame cũng như Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye anh em.